Sau đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại quảng trường Thánh Phaero. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel brano evangelico di oggi ritorna la domanda. Anh chị em thân mến, trong tin mừng Chủ nhật 24 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu đã hỏi các tông đồ, dân chúng và chính các môn đệ nghĩ và nói gì về Ngài, về căn tính của Ngài. Dân chúng thì cho rằng Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ lớn, còn Thánh Phêrô thì tuyên xưng Ngài là đấng cứu thế. Thật ra, đối với Chúa, các tham khảo ý kiến và các bếp xếp của dân chúng và cả các câu trả lời của các công thức tiền chế không quan trọng. Bởi vì một niềm tin bị giãn lược vào các công thức là một niềm tin cận thị. Chúa muốn rằng các môn đệ hôm qua cũng như ngày nay của Ngài thiết lập với Ngài một tương quan cá nhân và như thế, họ tiếp nhận Ngài vào trung tâm cuộc sống của họ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi từng người trong chúng ta, ta là ai đối với con? Mọi người hãy tự trả lời dưới ánh sáng Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta liên quan tới con của Ngài. Có thể chúng ta cũng hăng hái trả lời như Thánh Phêrô, Thầy là Đức Kitô. Nhưng khi Chúa nói cho chúng ta biết rõ ràng sứ mệnh của Ngài sẽ không kết thúc trong con đường thành công rộng rãi, thênh thang, nhưng trên con đường hẹp, cam go của người tôi tớ khổ đau, bị hạ nhục, khước từ và đóng đinh, thì khi đó cả chúng ta nữa cũng phản đối và nội loạn như Phêrô, vì nó trái nghịch với các chờ mong của chúng ta. Và chúng ta cũng đáng bị Chúa quở trách như Ngài đã quở trách Phêrô là Satan, vì không suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng suy nghĩ như loài người. Việc tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể, bởi một đời sống thấm nhuần tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa nói với chúng ta rằng, để có thể theo Ngài và làm môn đệ của Ngài, thì cần từ bỏ chính mình, nghĩa là từ bỏ các yêu sách kiêu căng ích kỷ của mình và vác lấy thập giá mình. Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Ai mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng thì sẽ cứu được nó. Để có thể hiểu được sự mâu thuẫn này, cần nhớ rằng ơn gọi sâu thẳm nhất của chúng ta là yêu thương, vì chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Thường trong cuộc sống, vì biết bao lý do khác nhau, chúng ta lạc đường bằng cách tìm kiếm hạnh phúc trong các sự vật hay nơi các người mà chúng ta đối xử như đồ vật. Nhưng chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc khi tình yêu đích thực gặp gỡ chúng ta, tiếp nhận chúng ta và biến đổi chúng ta. Chứng tá của các thánh chứng minh cho điều đó. Xin Đức Trinh Nữ Maria là đấng đã sống lòng tin bằng cách trung thành theo Chúa Giêsu Kitô con mẹ, cũng như giúp chúng ta bước đi trên con đường của Ngài bằng cách quảng đại xả thân cho Chúa và cho các anh chị em khác.